Xin chào các em. Thì giờ này chúng ta cùng nhau học câu gốc. Câu gốc của chúng ta hôm nay ở trong Thi Thiên 71 câu 16 phần A. Tôi sẽ đến thuật công việc quyền năng của Chúa Giê-hô-va. Chúng ta cùng đọc chung với nhau câu gốc này một lần thật là lớn tiếng nhé. Tôi sẽ đến thuật công việc quyền năng của Chúa Giê-hô-va. Thi Thiên 71 câu 16 phần A. Tôi sẽ đến, tôi ở đây là nói đến mỗi người của các em. Mình sẽ đến, đến đâu đây? Mình có thể sẽ đến trước mặt Chúa trong sự cầu nguyện, trong sự ngợi khen Chúa. Mình cũng có thể đến nhà thờ để hát ngợi khen Chúa, nói về Chúa cho bạn bè của mình. Mình cũng có thể đến chơi với bạn ở trong xóm giềng của mình. Mình cũng có thể đến ở trong lớp học của mình để nói về Chúa cho bạn của mình. Thuật công việc quyền năng, thuật là kể lại, nói lại, kể lại công việc quyền năng của Chúa Giê-hô-va. Công việc quyền năng là những phép lạ của Chúa, những việc làm của Chúa. Ví dụ như Chúa chữa lành bệnh cho em hết bệnh, em cảm tạ Chúa và em kể cho người khác biết rằng Chúa quyền năng, Chúa đã chữa lành bệnh cho em. Hay là Chúa gìn giữ em ở trong sự bình an, dù cho có những cái tai nạn, những cái nguy hiểm xảy ra, nhưng Chúa gìn giữ em trong sự bình an. Đó là mình thuật lại công việc quyền năng của Chúa Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va, Giê-hô-va là một danh xưng, một tên khác của Đức Chúa Trời. Như vậy ở đây câu Kinh Thánh tôi sẽ đến thuật công việc quyền năng của Chúa Giê-hô-va, có nghĩa là Chúa muốn mình kể lại những cái công việc quyền năng của Chúa, những phép lạ của Chúa làm cho mình, cho mọi người đều biết Chúa là đấng quyền năng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi để có thể nhớ câu Kinh Thánh này nhé. Chúng ta có ba cái hình và mỗi hình sẽ tượng trưng cho một phần ở trong câu ghi nhớ này. Hình thứ nhất, khi nhìn cái hình này thì mình sẽ nhớ đến cái cụm từ đầu tiên là tôi sẽ đến. Cái hình thứ hai, thuật công việc quyền năng, thuật công việc quyền năng. Hình thứ ba, của Chúa Giê-hô-va. Bây giờ chúng ta sẽ đặt những cái cụm từ vào trong hình. Tôi sẽ đến, thuật công việc quyền năng của Chúa Giê-hô-va. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhớ cái cụm từ này, nó đi cùng với cái hình này. Và khi mà có cái hình và không có cái cụm từ thì chúng ta nhớ đọc cái cụm từ lên nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu với cái hình đầu tiên thì sẽ không có cái cụm từ và mình sẽ đọc cái cụm từ đó lên. Hình số 1 là cụm từ gì các em? Các em nhớ không? Tôi sẽ đến, đúng rồi. Hình thứ 2, thuật công việc quyền năng. Hình thứ 3, của Chúa Giê-hô-va. Và địa chỉ ở trong Thi Thiên 71 câu 16 phần A. Bây giờ chúng ta đi đến cái hình tiếp theo. Với cái hình số 2 không có cụm từ, chúng ta nhớ cái hình thứ 2 đi chung với cụm từ nào nhé. Đầu tiên tôi sẽ đến, hình thứ 2 là cụm từ nào các em? Các em có nhớ không? Đúng rồi, đó là thuật công việc quyền năng. Hình thứ 3 là cụm từ nào? Của Chúa Giê-hô-va, đúng rồi. Và địa chỉ ở trong Thi Thiên 71 câu 16a. Các em giỏi lắm, đã nhớ được hai cụm từ rồi đó. Bây giờ cụm từ sau cùng, cái hình thứ 3 sẽ không có cụm từ, chúng ta có nhớ được không nhé? Thứ nhất, tôi sẽ đến. Hình thứ 2, thuật công việc quyền năng. Và hình thứ 3 là, các em có nhớ không? Của Chúa Giê-hô-va, đúng rồi.
và địa chỉ ở trong Thi Thiên 71 câu 16 phần A. Bây giờ lần thứ tư chúng ta sẽ nhớ ra địa chỉ của câu kinh thánh này nhé. Bây giờ chúng ta cùng đọc: Tôi sẽ đến thuật công việc quyền năng của Chúa Giê-hô-va. Địa chỉ ở đâu? Các em có nhớ địa chỉ chưa? Thi Thiên 71 câu 16a. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái hình và những cái từ, những cái cụm từ được thay thế bằng những cái dấu chấm sao. Mỗi cái dấu chấm sao đại diện cho một từ. Hình thứ nhất có 3 từ, đó là gì các em? Tôi sẽ đến. Hình thứ hai có 5 từ, đó là, đúng rồi, thuật công việc quyền năng. Hình thứ ba có 3 từ, là gì? Của Chúa Giê-hô-va. Và địa chỉ ở trong Thi Thiên bao nhiêu? 71 câu 16a. Đúng rồi. Bây giờ các em sẽ cùng nhau đọc lại với chung với nhau cả câu kinh thánh này với 3 hình và 3 cụm từ địa chỉ nữa nhé. Chúng ta cùng đọc: Tôi sẽ đến thuật công việc quyền năng của Chúa Giê-hô-va. Thi Thiên 71 câu 16a. Bây giờ chúng ta cùng đọc chung với nhau lại một lần nữa để ghi nhớ câu kinh thánh này. Tôi sẽ đến thuật công việc quyền năng của Chúa Giê-hô-va. Thi Thiên 71 câu 16 phần A. Qua câu kinh thánh này thì Chúa muốn dạy em điều gì? Chúa dạy chúng ta thuật lại, kể lại cho bạn bè và mọi người nghe những việc quyền năng của Chúa ban cho mình, để mọi người biết Chúa là đấng quyền năng. Như đã nói trong phần đầu khi giải thích câu kinh thánh, ví dụ như Chúa đã chữa lành bệnh cho em, em hãy kể về sự chữa lành của Chúa cho bạn bè và cho mọi người biết, để thấy rằng Chúa là đấng yêu thương, Chúa là đấng quyền năng. Hoặc là Chúa gìn giữ em ở trong sự bình an, ở trong những cái nguy hiểm, trong những cái sự tai nạn, nhưng Chúa gìn giữ em được bình an. Và em hãy kể cho các bạn mình nghe để mọi người biết Chúa là đấng quyền năng. Các em nhớ câu kinh thánh này, đọc câu kinh thánh này mỗi ngày và nhớ kể về Chúa cho các bạn mình nghe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bài học tiếp theo, những câu kinh thánh tiếp theo. Xin chào các em. Thì giờ này chúng ta cùng nhau học câu gốc. Xin chào các bạn. Rất vui được gặp các bạn trong chương trình Thiếu Nhi Thông Sáng. Với những câu chuyện trong kinh thánh, câu chuyện về Sau-lơ được Chúa sức giàu là vị vua đầu tiên của dân Israel. Sau-lơ là một người cao lớn và đẹp trai. Ông Sau-lơ trông có vẻ như những người đàn ông quý phái của chi phái Benjamin. Ông ta sống trong suốt thời gian dân Israel tìm một vị vua để cai trị cho dân sự. Cha của ông tên là Kích, một người rất là giàu và có nhiều thế lực trong xã hội lúc bấy giờ. Các bạn có biết không, một hôm nọ, những con lừa của ông đã bị lạc. Kích sai Sau-lơ đi tìm những con lừa đó cho ông. Sau-lơ đi tìm mãi, ngày qua ngày, đêm qua đêm vẫn không tìm thấy những con lừa. Ông bèn nói với những đầy tớ rằng: chúng ta hãy về nhà đi, nếu không thì cha sẽ lo cho chúng ta lắm đấy. Nhưng người đầy tớ nói rằng: trong thành kế bên có một đấng tiên tri tên là Samuel. Lời của ông nói ra luôn đúng sự thật. Ông có thể cho chúng ta biết những con lừa của chúng ta đang ở đâu. Thế là hai người lên ngọn đồi bên kia để nhìn qua thành xem có Samuel hay không.
Một vài cô gái trẻ cho họ biết rằng vị tiên tri đã đến thành ngày hôm nay rồi. Họ gặp Samuel, nhưng họ không biết. Và Saul hỏi, ông có biết nhà của vị tiên tri này không? Samuel trả lời rằng, ta là tiên tri đó, hãy đến cùng ta, bởi vì tối nay chúng ta sẽ dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời và giữ một bữa tiệc. Đừng lo lắng về những con lừa đấy, vì chúng đã được tìm thấy rồi. Tại bữa tiệc tối hôm đó, Saul như là một vị khách đặc biệt. Sáng hôm sau, Samuel lấy một chiếc ve nhỏ đựng dầu, sức dầu trên Saul và nói rằng, Đức Chúa Trời đã sức dầu trên ngươi, để ngươi trở thành vua của dân Israel. Bây giờ, hãy đi và làm theo những gì Đức Chúa Trời dạy bảo ngươi. Sau khi Saul đã đi rồi, Đức Chúa Trời đã cho ông một tấm lòng tươi mới. Thần linh của Đức Chúa Trời đã ban cho Saul một ước muốn thay đổi thật sự sống có ích và không ích kỷ với những người khác, đặc biệt là ban cho ông tinh thần hầu việc Chúa thật trung tín. Sau một thời gian, Samuel kêu gọi dân Israel nhóm họp lại với nhau. Đó là một buổi họp công bố giữa dân sự để đăng quang cho Saul trở thành một vị vua của dân Israel, là một vị vua đầu tiên. Qua câu chuyện Saul được Chúa sức dầu, các bạn thấy được Saul được Chúa đổi mới, được Chúa ban cho một tinh thần hầu việc Chúa một cách trung tín, đặc biệt là không sống ích kỷ với những người khác. Với tấm gương Saul, cô mong rằng các bạn cũng sẽ giống như ông Saul, không sống ích kỷ với những người khác và luôn trung tín hầu việc Chúa. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện khác. Chào tạm biệt các bạn. Xin chào các bạn. Buổi tối hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe và trả lời câu hỏi của bài số 38. Saul được sức dầu. Câu gốc, tôi sẽ đến thuật công việc quyền năng của Chúa Giê-hô-va, Thi Thiên chương 71 câu 16 phần A. Câu hỏi 38.1, những con thú nào bị lạc mất? A. Con bò. B. Con ngựa. C. Con lừa. Câu hỏi 38.2, Đức Chúa Trời đã ban cho ai một tấm lòng mới? A. Saul. B. Samuel. C. Người đầy tớ. Câu hỏi 38.3, ai đã trở thành vị vua đầu tiên của dân Israel? A. David. B. Saul. C. Samuel. Câu hỏi 38.4, Chúa đã sai Samuel sức dầu cho Saul làm vua người Do Thái. Ông Saul liền được ban cho một tấm lòng mới. Khi em cầu nguyện tin Chúa, em cũng được ban cho một tấm lòng mới. Tấm lòng em mới như thế nào? Hãy kể ra. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời đấng tạo hóa, cảm tạ Chúa đã tạo nên con và cho con tin nhận Ngài. Xin Chúa đổi mới đời sống con để con ngày càng giống Chúa hơn. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.